À, Phú xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của Phú. Hiện tại Phú đang ở Bình Hưng Hòa và cái clip tiếp theo Phú xin gửi tới quý cô chú anh chị đó là cái hồ nước ở trong cái khuôn viên của nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Dạ thì cái hồ này có rất là nhiều cái câu chuyện huyền bí tâm linh ở đây, cho nên Phú mới ghi hình lại để gửi tới quý cô chú anh chị. Dạ thì ở đó đó là cũng có người là mất chết đuối dưới đó, cũng có những cái con ếch con cua rất là lớn luôn. Dạ thì và đặc biệt là ở đây là cái nơi được đổ tro cốt từ trong cái nghĩa trang Bình Hưng Hòa được đổ ra ngoài đây, và những cái con ếch con cua đó đó là sống lâu năm ở đây, rất là ghê rợn luôn. Mời cô chú anh chị cùng đồng hành với Phú. Cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ để cho Phú có nhiều động lực quay nhiều video hay gửi tới quý cô chú anh chị. Nước nè, xuôi nó bơi, nó nhảy ra cái tục cộng dây luôn, chết luôn. Là cái hồ này là lúc trước Có có nước, một có nước có nước là nhiều lắm, người ta nuôi chưa chưa cá. chưa rút nước hả chú? Lúc đó chưa có nuôi nuôi cá, nuôi cá Giờ mới cột con dây vô người mà giờ ở trong đây là cột vô cái cây hay cái gì đó hả? đó, cột vô cái chỗ mà cái cây gòn ở đó, À chỗ cột vô nhảy xuống đứt dây chết luôn, lại trên đây có người kéo vô hay gì chú? không chết luôn. Dạ Ở là đó cột cộng dây đó để lội vô không được, là nóng cộng dây đó phân vô phải không chú? nó không biết bơi, nó cột cọng dây vô người luôn, À, nhảy xuống vậy là anh này tới số rồi, không biết bơi mà cột cộng dây mà nhảy xuống cái hồ này làm gì ta? đứt đứt cọng dây. Chắc có lẽ là anh này tới số hoặc là cái hồ này xui khiến gì cho anh nó lại đây mới mới vậy. Đứt cọng dây chết À, nghe ghê quá cô chú anh chị. đó, mà nuôi cá như này nói về cá lóc là phải bự bằng ấy luôn á, cá bự lắm, Lâu lâu năm quá không chú, khá bự. cá mà bỏ trong thùng phi còn lú đu cá lóc Nhưng mà ở đây chắc ô nhiễm lắm rồi, cái nguồn nước ô nhiễm rồi con cá nó sẽ ở trong đó, mình về nếu mình muốn ăn là phải giọng lại lâu luôn mới ăn, không động cũng nổi. không dám ăn luôn rồi chú. Đây nước lên cua ếch đồ nhiều lắm, Mà không ai bắt hết rồi chú. khó người bắt mà chú không bắt, Dạ người ta bắt là bán nhưng người ta không ăn rồi chú. không biết nữa người ta có ăn không nữa. Mình thấy thấy ba cái nước cốt ở trên cây nó chảy xuống nó thấm vô con cua Trời ơi. ăn gì nổi. Nghe nghe chú kể là con thấy quái rồi. À chú ơi, con cũng từng nghe là móc cốt mà có cá chê ở trong mộ. Ở đây có cái có đó không chú? Ở đây thì nó không có chứ, kỳ trước ở dưới kia kìa, Cũng trong của Bình Hưng Hòa này Bình đúng không Hòa thì nó là cái nước sông ra vô, Dạ. nước nó bốc là bốc bên chỗ chỗ trường học á, Dạ. nhà trường học á, là tại nó sát con bờ kinh thì nước sông nó ra vô vô bắt đầu bốc Dạ. lên á, bốc lên bên bển là nguyên nguyên người không à, nguyên Là người người. ta còn nguyên luôn á chú. Ừ. Mà hồi xưa hồi đó đó là cái cách xử lý thì sao chú? Hồi đó thì nó giống như người ta giống như còn ít đó, ông xui người ta ấy ra, ông xui người ta đốt tại chỗ. Đốt tại chỗ. Sau này thấy ô nhiễm quá, nhà nước thấy ô nhiễm quá, ông xui bắt Dạ. đầu với bỏ vô cái quách Dạ. đem qua bển thiêu lại nữa, Dạ. giống như đời đời con người mình chết hai lần. Dạ. Rồi những cái ngôi mộ mà con nghe nói là người ta bốc lên là có cá trê trong đó, cá có trê trong đó đâu nó chui ra chú? có tại tại nước sông nó ra vô kỳ trước ở dưới chỗ trường học á, là nó móc cốt á, là nó phải đem cái ấy xích xuống, nó lặn xuống dưới mới quàng qua cái hòm, Dạ ông xuôi cái cẩu lên, dạ tại vì nước không à. rồi cá ở ngoài sông nó vô trong Ừ. đó nó ở luôn. Vô ông trọng nó đục dán hòm á, Ôi ôi đục lương lương nữa hả, con lương mới lớn. bự không có chứ dương Rồi mấy cái đó là có ai bắt không hay là ta bỏ? có rồi, bắt rồi đem bán. Trời ơi Trời. rồi người Nghe chú nào mà kể, ăn trúng mấy con nó chắc hết đầu thai luôn quá. nghe chú kể con nỗi đó hồi nãy là nghe cái trò cốt á là con đã dội vào lại này đem về trồng rau, nghe rộ rộ lại này mà giờ cái chê đó mà đem ba bán ăn tự chắc á khẩu Chứ luôn sao quá. vợ Mấy con ở đó mập to to không hả? ở đây cũng vậy, con nào cũng bự bự nha, bữa bắt con hả cỡ như đây nè, Trời đất ơi đem chú ra giấu cỡ đó là con ếch khoảng cả khí á. ký á, Trời đất ơi xong chui đem về nhà, ông chui nuôi nó đi chú chứ đem gì không đâu, ăn. không dám Hiện ăn nó luôn tại còn chú chết chết rồi. rồi, nó Dạ. già quá chết rồi. Bữa có
có quay có cái điện thoại chụp hình ảnh. Dạ. Mà anh khôn nha, lần lần anh lú cái đầu lên cái khều khều vậy, cái ảnh hụp cái đầu xuống nhà cho mình khều À, nuôi riết nó quen nó vàng cho ảnh ăn dáng như dễ. ha. À, ớt đó chắc thành tinh luôn rồi chú. Dạ, bự lắm ở Phải đây. còn anh em tụi con lại quay chia sẻ một clip con ếch khổng lồ ở Bình Hưng qua. Đây ếch bự bự nhiều Dạ. lắm. Khi mà cái mùa mưa nước nó lên rồi nó sẽ có cá có ếch, rồi Không khi có mà nó ếch sắc không à, xuống có ếch cua, không có cá. không có cá, Dạ. có ếch cua, có ếch cua mà cá cũng thấy chạy 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 mà không không thấy nó. Chứ có lẽ là do nước ở đây cái thủy triều nó lên xuống nó nhanh quá, cá nó sinh sản không kịp hả chú ha? Không phải ở đây thì thủy triều nó lên không xuống không có vô đây được, trời mưa đó nó ấy thôi à, Ủa nó vậy mà động cái lại hầm thôi. này cỡ này mà không có cá ngộ ta. Không, Nhưng mà ở đây là có cái chỗ thoát nước không chú? nó thoát ở đâu á, Thoát ở đâu? ở dưới lòng á, Ở dưới tự nó ngấm lòng. dưới nó mất luôn. Mất luôn, Ủa sao hay vậy ta? cách này khoảng gần chục năm, khoảng 7 năm 10 năm trở lại à, Dạ. chứ trước là nước lên tới đây À. đó. Ôi ơi, nước mà lên tới cái hầm này luôn. Nếu mà lên tới cái hầm này với cầu mà 6 7 mét á. Ở đây khoảng chục mét anh. Chục mét đi hơn á. Hầm này sâu lắm. Thì bây giờ là cái đường nước không biết cả 7 năm về sau là không biết nó, không biết là nó chạy đâu nữa. Ở trong cái nghĩa trang Bình Hưng Hòa mình bây giờ hiện tại nhà nước có cho biết là sẽ con số cụ thể là sẽ lấy tới năm bao nhiêu là phải hết không chú? Nghe hô tới năm 3.000, 3.000 gì mà 30 hả chú? Năm 2030 hả chú? 30 Dạ. Trong đây còn quá chừng luôn, nhiều lắm. đây nhiều. Ở trên gốc cây đa trên cảnh đó là nó có khoảng chừng 70 80 cái mã vô danh đó. Dạ. Mã Chí Hòa, Dạ. Là của những cái người tù ở trong Chí Hòa chú. đầu Chí Hòa cho Cái vô danh. mùi hẳn hẳn hồi nãy là anh biết ở từ đâu ra không? Là chú nói là những cái mộ mới bốc ngày hôm qua có mưa. Mới Ở bóc đây có không mưa. ha, Ở nay nè trời mấy nắng cái lên hắt mã lên. đây là mới bóc không à, mới bóc đây nhiều lắm. Hèn chi con đi ngang nó thấy nó hôi kinh khủng luôn. Hôi cộng trời mưa xuống rồi, nó trời mưa xuống là đâu 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 dám hốt. Bởi hồi nãy con nói ủa sao đây có cái mùi gì giống như là mùi con gì chết á. Nó hẳn 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 khó chịu lắm. Trời mưa là xuống là đâu có dám hốt, đâu hốt rồi qua Thanh Minh thì đâu hốt nữa, Thì mới hiện hôi. tại là chú chia sẻ là cái hầm này á, là rất nhiều cái sinh mạng nằm ở dưới đây, là nhỏ có với một cái anh trai mà lội xuống đó là chết đuối dưới đó. Chết ở À, đây chết nhiều. dạ Hồi đó cái hầm mới lên cao mà nghe xuống đây tắm nghe không chú, ông hai ông coi mã đây ông nói nè, biểu chết nhiều xuống đây tắm chết xuống hả? đây tắm. Ôi ôi. Ủa vậy một lần mà nước nước mà lên lên hôm bữa kìa, nước lên mới có tới đây à, mấy đứa nhỏ ở đó là đi quấn chim đây là đuổi đuổi lên hết, không cho xuống, mà nó Dạ. xuống ra đây là lúc cái đầu liền, Dạ. nó có mấy hũng dưới đây lúc cái đầu nó liền, đâu bơi đâu nhỏ. Là mấy đứa nhỏ đi vào đây chơi ha chú. Ừ. Ở trong đây thứ nhất là rác thải y tế nó tập trung vòng vòng cái miệng hồ, thứ hai nữa là xung quanh là nghĩa địa không mà nước cốt nó sắc xuống, mà xuống đây tắm thì dám tắm là thôi cũng hết biết. Ở đây thì có những cái con ếch, những cái con cua ếch như chú chia sẻ rất khổng lồ. Nước này phải nói cái ao này là nó phải nói nó ô nhiễm khủng khiếp luôn á chú. Dạ. Thấm vô có thịt con cua, thấm vô thịt con ếch sao em ăn. À, con ếch chú về chú nuôi là nó rất là khôn luôn hả? Không á, cái con ếch nào con ếch nó bự 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 không. Là bây giờ chú đánh chỉ cái lúc nắng này thôi chứ lúc mưa là ở dưới cái lòng đó nó vẫn có nước mà ít hơn chú chứ đâu phải là không có không? Nước nó nằm ở trên cái bờ đó, nó cao Là sao chú nói còn sao con không hiểu? nước khi nào mà bão bùng rồi đó, thì nó ngập sơ sơ đó thôi chứ không có ngập lên cái sân đó, nó ngập À ở đây nè, ngập ngay cái hũng bay với hũng ở trên đầu là lưới á. ở bên đây là nó có hai cái chủng. Ừ, hai chồng Rồi nó rút nước ở đi hai cái chủng đó mà mình lại là cái mặt đó nó dẫn liền luôn không 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 thấy gì hết. Ù cái hồ này mau quá dữ ta. Đi đi trời xuống dưới không quá mà. trời mà bão bão á, trời bão nha, nó mưa trong xuôi sáng mai á,
Thằng mà tối anh chiều đến đó, mình ra đây là thấy nước này nó ngập lên tới đầu gối nè, Dạ. trong xuôi qua sáng mai cái là nó xuống còn thế, là Ủa sao ngộ vậy ta? nó rút nước không biết rút đi đâu đó, bao nhiêu nước ở trên chảnh là nó tấp xuống đây hết. Không lẽ ở chỗ này nó có cái đường thông đi vô ngoài sông ta? Đường thoát nước ở đâu đó, nước ngầm ở đâu Cũng ngộ quá ha. đó. Con chim giờ này nó đâu tiêu hết thấy nó lợi rồi ta. Nó nắng quá nấp Chiều mất mát nó mới ra.